Cho nên cái thường tùy Phật học là nhắc mình, cái hạnh nguyện này Ngài phổ hiện rất là khéo, là nhắc mình phải làm sao? Phải thường học theo Phật. Tại vì chúng ta không biết học theo đúng, mà cái nãy giờ chúng ta chia sẻ là phải học cho nó đúng. Cho nên nếu chúng ta không học theo Phật, chúng ta thỉnh Phật ngồi ở trong lòng mình, có trong lòng mình mà chúng ta không học theo Ngài thì cũng như không. Thì giống như chúng ta để thượng Phật thờ, mỗi ngày chúng ta lạy rất là nhiều, chúng ta thường tự học thỉnh Phật về nhà thờ đó, để Phật có trụ ở thế gian thờ đó, nhưng mà chúng ta không chịu học, không thực hành, không chịu làm gì cả. Suốt ngày mỗi sáng ra thắp cây nhang lạy lạy cầu nguyện, tối về thắp nhang lạy rất siêng, không bỏ thời nào hết. Nhưng mà chúng ta, những cái gì Phật dạy chúng ta không có học, chúng ta không có ứng dụng, cho nên khổ đau vẫn cứ hoàn khổ đau. Rồi cứ nói tại sao thắp hết bao nhiêu bó nhang rồi mà không có linh. Cái đó cho nên rất là quan trọng. Chúng ta phải biết, biết ứng dụng trong cuộc sống. Rồi Ngài dạy đó là về những cái ứng xử trong cuộc sống, Ngài dạy những cái điều đó. Chúng ta luôn học được cái gì rồi, chúng ta khắc cốt ghi tâm, chúng ta suy nghĩ tư duy, và chúng ta phải thực hành nữa thì nó có lợi lạc, thì mới đúng ý nghĩa là học theo Phật. Còn nếu không, quý vị có học trăm kinh vạn quyển, nó cũng không phải là học theo Phật. Chúng ta thuộc cho nhiều thì cái đó không thể gọi là học theo Phật được. Rồi Ngài dạy về vấn đề tài sản của cải cũng vậy, Ngài dạy nhiều lắm. Ngài dạy về cuộc sống này học như thế nào. Đức Phật dạy cuộc sống này ai cũng có tạo ra của cải vật chất, nhưng nếu muốn giữ được cái của cải vật chất đó thì chúng ta phải thường biết làm gì? Chia thành bốn phần. Bốn phần thứ nhất á, là một phần để mà chi, để làm ăn trong cuộc sống, để mình còn phải làm ăn, dùng cái vốn đó để làm ăn. Cái thứ hai là giúp đỡ, lo cho cha mẹ, dòng tộc, bà con, thân quyến, con cái. Thứ ba là gì? Giúp đỡ người nghèo khó. Tại vì cái người thân là hẳn nhiên rồi. Nhiều người á, không cho người thân nữa chứ huống chi coi người ngoài. Nhiều người thì chỉ lo cho người thân, không lo cho người ngoài. Cho nên Đức Phật mới khéo nhất là phải giúp đỡ cha mẹ, bà con, ông bà, dòng tộc của mình. Cái bước thêm một bước xa hơn nữa, thứ ba đó là gì? Là phải giúp đỡ những người nghèo khó, khốn khó, bố thí giúp đỡ, cúng dường giúp đỡ. Rồi thứ tư là gì? Để dành phòng thân những khi hoạn nạn, lỡ lúc đó chúng ta thất nghiệp hay chúng ta làm gì đó, có cái phòng thân. Quý vị thấy Ngài dạy chi ly trong cuộc sống này, từ cái cách đối nhân xử thế từng cá nhân của mình, cho tới gì? Cho tới tập thể, cho tới gia đình, cho tới mọi người trong cuộc sống. Ngay cả quý vị thấy làm ăn sinh sống Ngài cũng dạy luôn. Ngài dạy hết. Mà nhiều khi chúng ta đổ thừa nó, ủa cái này Phật chưa dạy, Phật không có dạy. Tại chúng ta học chưa đúng, chúng ta không chưa thấy. Bốn cái cách đó là để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống rất nhiều. Nhiều vị làm tiền của như đống như núi, nhưng mà một cái hoạn nạn tới cái nó mất sạch, nó không có gì cả. Và cũng có nhiều người nói là thôi đi làm gì, tại vì tiền tài là vật ngoại thân, rồi phụ du là đụng một cái chúng ta cũng mất hết, thôi khỏi làm. Khỏi để dành. Thì đó, cái đó là chúng ta nghĩ sai. Sai là Phật dạy. Ngài đâu có biểu mình không đi làm đâu. Ngay cả quý vị, các vị tỳ kheo Ngài dạy á, phải có làm chứ. Làm bằng cách nào? Phải thuyết pháp lại độ sanh. Khi thọ nhận một cái phần thức ăn nào đó, phải thuyết pháp, phải giáo hóa, phải giúp đỡ họ để trả lại cái phần, giống như là cái sự tương tác lẫn nhau. Ngài dạy các tỳ kheo phải thường xuyên đi, đi để làm gì? Để thuyết pháp, để giáo hóa chúng sanh, để trả lại những cái gì chúng sanh họ vì của mê mờ cho nên họ không thấy. Thì mình một người xuất gia bước hơn một bước cao hơn, thì chúng ta cũng cần nương tựa, nương vào chúng sanh để chúng ta có cuộc sống, để tạo dựng cuộc sống chút. Nhưng chúng ta phải biết hướng dẫn chúng sanh, cái đó là một cái việc làm đó vậy. Thì chúng ta làm như vậy để chuyển hóa. Nhiều cách để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Nhiều vị cứ nói rằng là sao mà Phật dạy dạy như vậy như vậy, nhưng mà sao tôi làm nó không có, nó không đúng. Nhưng mà tại vì do chúng ta ứng dụng sai, chúng ta ứng dụng không có đúng triết lý nhà Phật. Thì giống như có một một ông này, ông nằm mơ, ông thấy đầu tiên ông hôm ông thấy nhìn thấy mình xuống địa ngục. Ông thấy địa ngục, ông thấy kỳ lạ là tự nhiên có một cái bàn ăn, xung quanh mọi người ngồi lao nhau rất là đông, mà cái muỗng ăn cơm, muỗng nào muỗng nấy rất là dài, dài
dài, họ nói rằng, ông nói rằng, ủa lạ, cái mũ mình ăn ở trên thế gian sao nó có cỡ Yeah. 30 cm thôi. Thì cái này đoán dài cũng 6-70 cm. Mà mọi người hầu như là đẩy qua đẩy lại, không ai đúc được, không ai tự ăn được. Cái mũ nó dài quá không ăn được. Và cuối cùng mọi người cứ tranh chấp hơn thua. Tại cái mũ nó dài quá không ăn được. Và cứ vậy đánh lộn, đánh đập lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau. Thì cũng hôm khác, ông cũng nằm mơ. Và ông thấy rằng ông lên cõi trời, cũng là cái bàn ăn, cái muỗng nó cũng dài như vậy. Mà sao thấy mọi người ăn rất là ngon lành, ăn bằng cách nào? Họ dùng cái muỗng dài, nó không tự đút cho mình được, thì họ đút Người khác. cho lẫn nhau. Người này đút cho người này, người này đút cho người kia đút lại cho mình. Cứ làm như vậy và họ ăn rất là vui vẻ, và người nào no nê và sống rất hòa thuận vui vẻ. Ông mới rút ra được bài học. Và ông cũng ngạc nhiên, ông tới ông hỏi, ủa tại sao vậy, tại sao cõi địa ngục mà thấy đánh lộn lẫn nhau, mà sao thấy cõi trời này mọi người vui vẻ ăn uống? Nói, thì anh thấy rồi đó, tại vì ở đây chúng tôi cứ muỗng dài nhưng mà chúng tôi tự Chia sẻ. chia sẻ đúc quan tâm lẫn nhau, cho nên cuối cùng ai cũng được no bụng, cũng tốt đẹp hết. Còn nói con người sở dĩ muỗng ngắn mà nhiều khi ăn cũng không no là tại vì mình chỉ biết mình không, mình chỉ biết mình không, mình không nghĩ tới người khác. Đó là mình học được cái hạnh vị tha Đức Phật dạy, cái tâm vị tha từ từ Đức Phật dạy. Mà nhiều khi chúng ta không có thấy, cứ nghĩ rằng vị tha đâu có gì nó cao xa lắm, nhưng mà thiết thực trong cuộc sống này chúng ta không có để ý. Rất là hay luôn. Đó là những cái mà con đã từng mình đã từng nghe những câu chuyện như vậy, nhưng mà thật ra mình không có nghĩ đến trong đời sống của mình nó rất là liên quan, nó liên đới với nhau lắm quý vị. Trong công việc làm ăn cũng vậy. Thật sự ra đó là nếu mình làm một ngành nghề nào đó sẽ có rất là nhiều những người làm ngành nghề như vậy. Và đôi khi vì những cái sự tranh chấp mà chúng ta làm những chuyện không đúng. Nhưng mà nếu mà quý vị biết là có biết bao nhiêu là những cái cơ hội ở ngoài mà nếu chúng ta đều biết đùm bọc lẫn nhau hết thì ai cũng có thể có được những cái sự trở lại tốt đẹp mà cả ai cũng có hết. Cho nên thưa quý vị là Đức Phật dạy nhiều những cái phương pháp, những cái cách trong cuộc sống này. Cho nên chúng ta muốn trong cuộc sống này chúng ta học theo Phật cho nó đúng, chúng ta ứng dụng cho đúng. Thì thứ nhất là chúng ta luôn phải có trí tuệ, luôn phải dùng cái tuệ. Mà cái tuệ đó từ đâu quý vị? Tức là từ nghe nhiều. Sở dĩ ngài A Nan, quý vị thấy không? Ngài A Nan á, ngài ôm cả thu thập hết những gì Đức Phật nói, ngài ghi nhớ hết, không sót cái nào hết. Bởi vì ngài nhiều kiếp đã từng học theo cái hạnh đa văn. Đa văn tức là học rộng nghe nhiều. Cho nên những gì ngài dạy ngài nhớ hết, Phật dạy ngài nhớ hết. Và ngài trùng tụng lại, trùng tuyên lại để cho ghi chép thành kinh điển cho chúng ta có ngày hôm nay. Còn chúng ta nhiều khi không có chịu thực tập theo cái hạnh của Đức Phật dạy, những cái gì Đức Phật dạy. Quý vị luôn nói muốn học theo hạnh Phật, muốn thực hành theo Phật, muốn học theo từ bi, muốn học theo nhân nhân quả, muốn học theo nhẫn nhục, muốn học rất nhiều. Chúng ta nghe nhiều nhưng mà chúng ta không thực nghiệm cho nên nó không có kết quả. Ngài A Nan ngài phát một cái nguyện học rộng nghe nhiều để gì, để rồi ngài thực nghiệm trong cuộc sống. Mình thấy rằng mình phải để ý mình những cái cách mà chúng ta ứng xử từ lời ăn tiếng nói, mình có nói đúng như lời Phật hay không. Nội mà cái cách mà nói thôi là chúng ta học cả đời còn không hết nữa, chứ đừng có nói mà những cái giáo lý khác. Cho nên nhiều, nhiều vị nói thôi tôi học nhiều đủ rồi, không có đâu quý vị. Thường tùy Phật học này đã nhắc mình thường xuyên học, học mãi phải học thường xuyên. Tại vì học nhiều mới nhớ, mình mới nhắc mình nhớ được. Học bữa chúng ta bỏ, chúng ta quên mất, không nhớ để đem ra tư duy, không nhớ để thực hành. Phải thường, cho nên cho thưa quý vị thấy chữ thường không? Thường học theo Phật chứ không phải là học theo một ngày một lần thôi. Quý vị nói ô hôm nay tới ngày dạng bữa đủ rồi, về ứng dụng nhiều đủ rồi. Nhưng mà chúng ta ngày bữa xong chúng ta bỏ. Giáo lý Đức Phật thưa quý vị, tại sao nói là có 84.000 pháp môn? Tức là có rất nhiều pháp môn. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa có thực học. Chúng ta học cho nó có, giống như cưỡi ngựa xem hoa. Chúng ta mượn hình thức thôi. Mượn hình thức để rồi chúng ta học rồi chỉ nói hù dọa thôi mà không được kết quả gì hết. Chẳng chẳng khác nào, nhiều khi chúng ta biết nhiều, chúng ta thể hiện chúng ta là một người Phật tử, chúng ta biết nhiều. Nhưng mà để chúng ta gì hù dọa, nghĩ rằng mình Phật tử để cho người ta nể mình thôi, nhưng mà mình không có cái gì cả, trong bụng trống rỗng mà
đụng chuyện cái quý vị, nó thể hiện cái nhân cách đạo đức chúng ta không có. Giống như như ý có nhớ cái câu mà ông bà người ta nói cáo mượn oai oai hùng. Yeah. Cáo mượn oai hùng. Yeah. Nó rất là, cái này rất một cái triết lý rất là hay. Tức là con bữa con cáo hôm đó nó gặp con hổ, thì con hổ định ăn thịt nó. Thì lúc đó nó nghĩ ra một cái cách. Nó nói rất là hay. Nó nói anh hổ, tôi, anh biết tôi là ai không? Tôi rằng tôi là con cáo đó, nhưng mà tôi là một cái thiên sứ được trời sai xuống đây để bảo vệ cho muôn loài. Được trời sai xuống đây để làm chủ muôn loài, để bảo vệ cho muôn loài và làm chủ muôn loài. Và muôn loài ở đây rất là sợ tôi. Nếu anh không tin á, bây giờ nếu anh không tin á, anh giả bộ đi. Anh đi sau lưng tôi đi, tôi đi trước. Là anh sẽ nhìn xung quanh, anh sẽ thấy những con vật mà thấy tôi là đều chạy trốn hết. Thì con hổ nó nghe nó cũng có lý, nó nói mình cứ đi theo thử coi nó nói có đúng hay không. Chứ thật sự nếu nó là thiên sứ mà được sai xuống á, mà mình ăn thịt nó là coi chừng mình chết. Mạo phạm. Là không được. Thì con hổ nó cũng nghe. Nó nghe nó đi sau. Và con cáo nó nghĩ rằng mình được có hổ đi sau bảo vệ rồi, cho nên nó đi nghênh ngang. Nó đi ở trước, nó đi nghênh ngang, nó một cách rất là nghênh ngang, nó đi kiểu oai phong á. Nó làm như vậy xong thì đúng là những khi đi ngang qua hổ và cáo và hổ đi ngang qua là những con thú vật xung quanh thấy đều trốn chạy hết, hoặc là né tránh, nó sợ trốn hết. Thì lúc đó con hổ nó mới nói rằng đúng là con cáo này thiên sứ thiệt. Đi thấy con vật nào đi thấy là đều trốn hết. Yeah. Thì thưa quý vị, thật ra không phải là người ta sợ con cáo mà ta sợ con hổ đi sau á. Yeah. Nhưng mà con cáo này có cách khôn. Đó là dùng cái tuệ đó quý vị. Cho nên học theo Phật là mình có cái tuệ là cái chỗ đó. Chứ không phải mình nói rằng ủa người ta giết mình phải giết lại để mình thôi để bảo vệ mình, hoặc là người ta cắn mình, người ta cắn lại, hoặc người ta chửi mình chửi lại để bảo vệ mình. Thì cái đó cái việc làm mình không nói Phật dạy rồi là nhân quả, thì bây giờ nó cắn mình cắn lại thôi, đó là nhân quả. Nhưng mà cái đó quý vị học theo không đúng, chúng ta chưa có ứng dụng chính xác cái trí tuệ. Quý vị thấy con cáo nó hay không? Còn nếu nó nghĩ cách nó giết lại con hổ thì dễ, không nói. chưa chắc giết được. Nhưng mà nó nghĩ cái cách nào khác để gì, để vừa bảo vệ mình mà không làm tổn hại ai. Đó là phải làm sao phải học đúng thì chúng ta mới có tuệ. Nó cái cáo mượn oai hùng nó rất, đó là chỉ về cái, nó là mình theo hiểu như thế gian là trí khôn. Yeah. Xảo quyệt, nhưng mà không phải. Nếu mình hiểu theo cái nhìn đạo Phật để chúng ta nhìn rằng cái đó phải có trí tuệ để mình không hại tổn hại ai cả. Giống như quý vị biết là có một thầy đó đi ngang thấy có một cạp nó nằm trên chiếc lá, nó sắp bị cuốn trôi rồi. Ngài lấy cái tay ngài bóc cái, nó chích một cái đau quá. Thì ngài mới nghĩ ra một cách, kêu những người khác nói thôi, đừng có cứu nó nữa, cứu làm chi. Thì lúc đó vị thiền sư mới nói rằng cắn người là bản năng của tự vệ của con bò cạp, còn cứu người là cái tính là bản năng từ bi của tôi. Tôi cứu là tôi cứu thôi. Còn cắn là cái bản năng tự vệ của nó. Không có nghĩa là nó cắn mà tôi không cứu nó. Thì lúc đó ngài mới nghĩ ra cái cách khác. Thay vì ngài nói mình cứu bằng cách dùng cái tay để cho nó cắn, bị nó cắn, tại cái đó bản năng tự vệ thôi chứ không phải gì khác. Yeah. Thì lúc đó ngài mới nghĩ cách khác là dùng cái cây móc, dùng hai cây để móc nó lên. Thì cuối cùng ngài cứu được con bò cạp lên mà không bị cắn. Đó là cái tuệ của một người biết học Phật. Cho nên chúng ta ứng dụng những cái gì Phật dạy trong cuộc sống này, ngài dạy như vậy, nhưng chúng ta phải biết tùy hoàn cảnh để ứng dụng thì chúng ta sẽ có lợi lạc. Cho nên cái này, cái phần nguyện thứ 8 này nhắc chúng ta phải luôn luôn học ứng dụng lời Phật trong cuộc sống này, thì chắc chắn chúng ta sẽ có lợi lạc, mà ứng dụng bằng cách với cái trí tuệ. Dạ, yeah. Đúng là nói, cô nói giống như là cái bản năng đó quý vị. Giống như ý đã từng kể một cái câu chuyện là cái con rắn mà nó đi ngang qua cái cưa đó cô, và khi mà đụng vào cái cưa thì cái nó bị đau, nó bị xước cái dây mà nó đau, và theo bản năng của một con rắn là nó sẽ trả thù trở lại mà nó cuốn trở lại. Và khi càng quấn vào cái cưa thì lại càng tươm máu và càng đau, cho đến lúc một lần đó và nó mất máu và nó chết. Thì đó là cái nhiều khi quý vị biết là mình đó là không có cái tuệ đó. Yeah, đó. Thì quý vị thấy nếu không có tuệ là mình làm bằng cái sức thôi á. Yeah. Thì mình cứ theo cái bản năng của mình thì cái đó là cái nhân quả mà chúng ta tạo. Yeah. Còn nếu chúng ta có tu, có học Phật, có thường học theo Phật, ứng dụng đúng lời Phật dạy thì chúng ta phần dụng cái tuệ. Và muốn có cái tuệ đó thì chúng ta biết rồi là phải tập thiền định.
Mà thiền định này không có nghĩa là chúng ta lim dim ngồi thiền nhiều, mà chúng ta giữ cái trạng thái sống trong chánh niệm. Làm cái gì? Chúng ta phải trong cái chánh niệm, phải tư duy cho nó rõ ràng. Trước khi quyết định nói cái gì đó, trước khi quyết định hành động gì đó, trước khi quyết định cái gì đó, chúng ta phải tư duy cho nó đúng, cho nó hợp. Dùng cái chánh niệm, cái chánh quán của mình để xem coi cái việc đó nó hại hay lợi thì chúng ta làm, có lợi hay không, có thiết thực hay không thì chúng ta làm. Đó là chúng ta học đúng theo lời Phật dạy. Yeah. Rồi đúng. Nhiều vị, rồi đó là những nhiều cách để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống lắm. Còn nhiều vị nói, ôi tôi học theo Phật nhiều hạnh lắm, nhưng mà chỉ có một, tôi thích học cái hạnh là gì? Là tụng kinh thôi, suốt ngày tụng kinh, nhưng mà học theo cái hạnh bố thí là không làm. Tức là kêu đi công quả thì cũng đi, kêu đi tụng kinh cũng đi, nhưng mà bố thí cúng dường là không bao giờ. Yeah. Tức là không dám bỏ ra một đồng để bố thí. Tức là cái gì thuộc cá nhân mình, cái vật chất mình tạo ra rồi cực khổ rồi, không dám bỏ ra đâu, không bỏ một đồng. Nhưng mà làm công quả thì vẫn có làm. Là, thôi được cái nào đã cái đó cô. Thì học được hạnh này hạnh kia, nhưng mà ít ra thưa quý vị, nếu mình học bao nhiêu đó thôi thì cái nhân, yeah, chúng ta bao nhiêu đó thôi thì cái quả nó chỉ bấy nhiêu đó thôi. Dạ thưa đúng như vậy. Thưa kiếp sau chúng ta sẽ không được giàu có, tại vì chúng ta đâu có chịu bố thí đâu. Chúng, yeah, ta chỉ mới làm để giúp làm vậy thôi. Chúng ta không, những cái vật chất của cải là gì, hoặc những cái gì chỉ là, nó là hư ảo, nó cũng là của chúng ta tạo ra, nhưng mà cũng là vô thường biến chuyển thôi. Nếu chúng ta tập được thêm, học thêm một cái hạnh của Ngài, đó là ngoài cái hạnh nhẫn nhục tu tập rồi, nhẫn tu rồi, siêng tinh tấn rồi, siêng tu rồi, siêng tu siêng công quả rồi, thêm một cái hạnh mới hơn nữa, đó là hạnh bố thí. Yeah. Để chúng ta được cả hai, vừa giàu có, vừa sức khỏe, vừa tốt đẹp, vừa có phước báo, vừa có trí tuệ. Tại vì cái bố thí là một, nhiều người nói, ủa có gì đâu mà cái đó gọi là cái hạnh. Đó là một hạnh đó quý vị. Tại vì nếu chúng ta bố thí là chúng ta xả được cái tâm ích kỷ, xả được cái tâm tham. Bởi vì cuộc đời này khổ nhiều là do tham. Ai cũng muốn gom giữ hết, cho nên cuối cùng tạo ra tranh chấp lẫn nhau, bao nhiêu, yeah, cái khổ. Quý vị đi làm vậy, dành dành giật lẫn nhau để gì, để hơn. Thì lúc đó chúng ta bố thí bằng cách gì? Xả cái tâm tham đi. Chúng ta bố thí tức là thôi, mình ăn ít một chút được, nhường cho người ta, người ta tham kệ người ta đi. Yeah. Lúc đó tự nhiên mình được bình an. Mà cái đức mình tăng, yeah, đó là chúng ta học theo Phật. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Chúng ta có những cái chiến tranh xảy ra trên thế giới là do cái tham đó quý vị. Yeah. Con rất là cảm ơn cô đến đây chia sẻ cái hạnh nguyện thứ 8. Chúng ta còn hai cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền nữa để mà chúng ta kết thúc cái 10 hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Và đây là một trong những cái mà để cho chúng ta học, không những là học cho bản thân của mình không, mà chúng ta còn thể chuyện đưa cái năng lượng đó đi đến những cái người mà chúng ta đã được gặp vào trong công việc làm ăn, cũng như là bạn bè của chúng ta, những cơ sở đình của chúng ta đang có ở đây. Bồ Tát trong cái kinh Hoa Nghiêm mà chúng ta có cái phẩm là phẩm hạnh nguyện phải không thưa cô, trong đó có nêu lên những cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Và hơi tuần trước là mình đã đi tới cái hạnh nguyện thứ 7, đó là thỉnh Phật trụ thế. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào cái hạnh nguyện thứ 8 của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Dạ con xin kính mời cô. Dạ thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi hạnh nguyện thứ 8 của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, đó là thường tùy Phật học. Thì mình nói cái từ đó là nói theo cái âm Hán Việt, thì chúng ta nói đúng nghĩa theo tiếng Việt chúng ta là thường học theo Phật. Dạ. Mà học theo Phật ở đây chúng ta học cái gì và chúng ta học như thế nào mới là điều quan trọng. Tại vì nhiều khi chúng ta học rất nhiều, học nhiều lắm nhưng mà không lãnh bao nhiêu. không có bao nhiêu trong bụng, mà rồi ứng dụng cũng có bao nhiêu luôn. Dạ. Nói Phật pháp, nói giáo lý thì hay lắm, nhưng mà thể hiện ra cái cách hàng ngày ứng xử không có gì hết, không có gì của Phật hết. Cho nên như vậy thì không phải là ý nghĩa thường học theo Phật. Dạ. Mình học là mình học cái gì và mình học như thế nào cho nó ý nghĩa, nó có lợi lạc. Nhiều khi chúng ta cầm sách vở đến trường học, đến chùa học rất là nhiều, học xong thuộc ro hết á, nhưng mà gặp đụng chuyện là cũng sân si đầy à. Cho nên chúng ta cái đó không thể gọi là học theo Phật, mà học như thế nào nó mới có ý nghĩa. Dạ. Thì thưa quý vị, trong nói về vấn đề học theo Phật thì mà cái chúng ta thấy cái hạnh nguyện này cũng rất là ý nghĩa. Kỳ trước là chúng ta thỉnh Phật trụ thế rồi, thì bây giờ mình phải làm gì? Học theo Ngài. Cho mình thỉnh Ngài ngồi đó rồi mình trụ thế cho mình không theo được cái gì hết.
Dạ. Thì cho nên cái này là một trong những cái 10 hạnh nguyện mà Ngài phát ra rất là có một cái sự logic và rất là ý nghĩa. Thì thường quý vị biết trong nhà Phật á, là hay có cái gọi là tam tam học, tam tam huệ đó, là văn, tư và tu. Dạ. Thì chúng ta nhiều khi mình nói cái này nó dễ quá mà nghe xong rồi suy nghĩ thực hành vậy thôi. Thì đó là chúng ta chỉ hiểu thôi, trên phương diện hiểu thôi. Chúng ta nghe như thế nào, chúng ta suy nghĩ như thế nào và chúng ta thực tập như thế nào thì đó mới là vấn đề đáng đáng để suy ngẫm, đáng để nói. Thì thứ nhất là chúng ta nghe. Thì thường chúng ta nghe giáo lý Đức Phật rất là nhiều. Chúng ta đọc kinh cũng rất là nhiều. Mỗi tối chúng ta tới chùa tụng kinh nè. Rồi mỗi ngày chúng ta nghe pháp, mở ra nghe pháp này nghe rất là nhiều. Và chúng ta cũng đều nói ô hôm đó thầy giảng hay lắm, cô giảng hay lắm. Hay chỉ biết hay xong rồi thôi. Nhưng mà chúng ta không có thấm được cái gì hết. Chẳng hạn như ví dụ chúng ta nghe văn là nghe. Thì chúng ta nghe những cái giáo lý về vô thường, chúng ta hiểu những giáo lý về Phật dạy, giáo lý về vô thường. Phật dạy giáo lý về nhân quả, nghiệp báo. Phật dạy giáo lý về từ bi hỷ xả. Thì chúng ta nghe xong rồi, chúng ta phải ghi khắc ở trong lòng. Sau đó chúng ta suy nghĩ. Mình suy nghĩ xem, ủa, Phật nói vô thường vậy có đúng hay không? Đúng hay không? Thì chúng ta suy nghĩ coi. Tức là mình ngẫm lại cuộc sống này, về con người vô thường là có rồi. Chúng ta suy nghĩ. Tức là sao? Con người sống nay chết mai mình không biết được. Rồi hoàn cảnh thì sao? Cũng vô thường. Tức là nhà cửa ruộng vườn tất cả, nhiều khi xe cộ tất cả những gì mình mới đó, nhưng mà từ từ rồi thời gian nó cũ, nó cũ, nó hư, nó hoại. Thì cái đó là hoàn cảnh vô thường. Rồi nhân quả nghiệp báo, mình thử coi mình làm ác, tự nhiên thời gian mình sẽ bị tai nạn hoặc bị người này người kia ghét bỏ. Mình sống dối gạt, mình gieo những cái nhân xấu, rồi tự nhiên gặp những cái quả là người ta không ai chơi với mình, không ai thân với mình. Thì đó là mình thấy nhân quả nghiệp báo là đúng. Dạ. Thì có cái sự luân hồi là cũng chúng ta suy nghĩ, sau đó chúng ta thực hành. Mình thực hành như thế nào quý vị? Mình thực hành làm như thế nào để gọi là thực hành? Khi chúng ta hiểu rõ vô thường rồi thì lúc đó chúng ta chuyển cái tâm mình để làm sao? Mình thấy rằng con người này vô thường quá, thôi mình ráng mình tu để mình không bị luân hồi sanh tử, mình không bị khổ đau. Đó là tu, văn, nghe xong suy nghĩ rồi đó tu. Rồi mình thấy rằng gieo cái nhân nào thì mình sẽ gặp quả đó, thì chúng ta sẽ cố gắng ứng dụng để mình không làm những cái quả xấu, những cái nhân xấu để chúng ta không gặp những quả xấu. Thì chúng ta trong cuộc sống này chúng ta gặp nhiều cảnh như vậy lắm, nhân quả nghiệp báo nó đến rất là thường. Thì cho nên lời Đức Phật dạy chưa bao giờ, hầu như là những chân lý Ngài dạy hầu như đều đúng. Thì đó là những cái cách ứng dụng mà văn tư tu ở trong cuộc sống này. Khi chúng ta nghe những gì chúng ta nghe, cho nên mình học theo Phật đầu tiên đó, chúng ta thấy Đức Phật dạy một cách rất là hay, đó là dạy về đức tin. Mình phải tin như thế nào? Chứ còn mình nói học theo Phật là học một cách mù quáng, chỉ học chỉ biết thôi, học thôi mà không để ý. Thì cái đó không phải. Có một lần là có những vị đạo Bà La Môn á, họ tới họ hỏi Đức Phật, hoặc những người chưa có đạo họ tới hỏi Đức Phật, nói là nhiều vị giáo chủ, nhiều vị đạo này đạo kia tới nói rằng là đạo tôi là tốt nhất, hãy tin theo tôi. Đạo tôi là tốt nhất, hãy tin theo tôi. Thì thưa quý vị, lúc đó Đức Phật mới nói rằng là quý vị hãy suy nghĩ đạo nào mà hướng dẫn cho quý vị. Mình suy nghe xong mình về mình suy nghĩ, mình xem điều đó có thật sự mang lại, mình thực hành trong cuộc sống có thật sự mang lại lợi ích cho mình trong hiện tại và tương lai hay không, có lợi lạc cho mình và gia đình, người thân, cho xã hội có lợi lạc hay không. Thì điều đó có thì quý vị hãy tin. Còn nếu quý vị chỉ nghe mà quý vị chưa ứng dụng, quý vị chưa thực hành, quý vị chưa thấy có một cái lợi lạc gì hết thì quý vị khoan tin. Thì ngay cả đạo của ta cũng vậy, ta hướng dẫn quý vị cũng thực hành đi đã, thấy có lợi ích hay không rồi chúng ta tin. Đó là chúng ta học theo Phật là học những cái chỗ đó. Dạ. Cho nên là không phải là chúng ta cứ nhắm mắt rồi nghe sao chúng ta làm theo vậy, thì Dạ. không phải. Mình phải xét nó thật sự lợi lạc cho cuộc sống mình, cảm thấy an lạc, được tốt đẹp hay không, rồi mình theo. Dạ. Thì cái đó là mình đúng ý nghĩa, mình học theo Phật, đúng theo tinh thần văn, tư và tu. Dạ.
Thì con cũng đã từng nghe trong nhiều cái bài giảng của quý thầy quý cô đó, thì cũng có những cái lời nói như Đức Phật nói là tin Đức Phật tin ta mà không hiểu ta thì là một cái như là những vị bán, phỉ bán ta. Dạ. Thì đó là một cái rất là thiết thực trong cuộc sống. Mình tin mà mình hiểu không đúng, chúng ta đúng là phỉ báng. Tại vì nhiều khi mình nói rằng cái này á, Phật dạy là mọi người hãy cứ tới cầu nguyện suốt đi, rồi sẽ được được giàu có, được tốt đẹp. Thì đó mình tin mà mình không hiểu. Dạ. Mình chỉ tin thôi, mình không hiểu, mình không thực hành đúng, thì cho nên chúng ta mới mới làm sai. Cho nên là trong cuộc đời này chúng ta phải, cho nên luôn luôn văn đi đôi với tu. Tu xong đi đâu với văn tư rồi tu, tức là nghe xong suy nghĩ rồi mới đi đến thực hành. Tư là tư duy đấy cô tư ha. Duy đó. Dạ. Chứ không phải là quý vị nghe không rồi cái cắm đầu thực hành rồi thấy nó không có kết quả. Dạ. Rồi lúc đó quý vị đổ thừa, đổ thừa này đổ thừa kia, nói Phật không linh nghiệm, Phật dạy không đúng, rồi có những trường hợp nhiều khi nói là không đúng rồi bỏ đạo rồi phỉ báng đạo nữa. Dạ, cái đó có. Cái đó có, tại vì Nhĩ đã từng nghe có cái câu chuyện là cái cô đó của cậu con trai đó thưa cô. Có cậu con trai mà cổ đọc trong cái kinh mà ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nói là một trong những cái nguyện của ngài là ngoài nói là nếu mà muốn cầu con trai thì cầu xin thì sẽ được con trai, con gái thì xin thì được con gái. Cho nên vì cái nghĩa đen đó mà cô đến cô trì niệm ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà rồi cuối cùng cô hạ sinh một cô con gái. Thì cô đâm ra cô giận, cô bật cái hận ở trong lòng, và cô đâm ra cô từ cái sự tin tới bao cô đâm ra cô hủy bán. Thì con có nghe một cái bài nói về như vậy, và có một cái bài một cái vị thầy có giảng về cái sự tin mà tin cho đúng, trong cái hiểu và hiểu cho đúng cái kiểu là cậu con trai và cậu con gái của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì thưa quý vị, đó là Đức Phật dạy, cho nên mới nói là tin mà mình chỉ sao căn cứ theo cái đó mình hiểu theo đúng như cái lời đó là không phải. Dạ. Tức là cái ý Phật nói như vậy nghĩa là nhắc mình sao tin nhưng mà mình hiểu, tức là mình phải gieo cái nhân gì nữa. Yeah. Khi mình tin muốn cầu con trai được con trai, muốn cầu con gái được con gái, là trường hợp mình phải làm gì? Mình phải gieo cái nhân thiện, mình phải gieo cái nhân gì đó mới được như ý nguyện. Yeah. Còn mình chỉ cầu không thì đâu có ai cho. Nếu vậy thì ai muốn gì được đó thì Phật đâu ngồi đó ban biết bao nhiêu chúng sanh cho đủ. Cho nên là tất cả là đều phải theo cái nhân quả. Cho nên mình học theo Phật, cái đầu tiên mình có phải đức tin đúng. Cái thứ hai là mình phải cái tin cái gì? Tin về cái nhân, nhất là cái nhân quả rất là quan trọng. Mình phải nghe tư duy thực hành những cái gì, cái triết lý nhân quả rất rất là quan trọng. Mà thực tế quý vị thấy là nó có đó. Giống như trong truyện của trong nhà Phật có những cái tích truyện cũng rất là ý nghĩa. Là có một cái hồ đó là nó khô cạn dần dần rồi. Những con cá, con tôm, con tép trong đó hầu như nó đang lo sợ không biết chết ngày nào. Yeah. Tại vì nước cạn dần rồi. Thì một hôm con cò nó chạy tới. Con cò nó tới nó nói rằng các anh có muốn tôi đưa qua một cái bên kia, có bờ hồ bên kia, bên đó khí hậu mát mẻ và nước đầy, rất là đầy. Cho nên các anh muốn thì tôi đưa các anh qua đó để thay đổi cuộc sống. Yeah. Thì các anh sẽ tồn tại, còn nếu ở đây hạn hán lâu ngày các anh sẽ chết. Thì lúc đó những con cò, những con tôm, con cua, con cá nhỏ nó nghe nói như vậy, nó nhớ lại lời giống như ông bà tổ tiên mình hay nhắc đó. Nó nói rằng đừng có chơi với những con cò, con cò nó sẽ ăn thịt mình. Thì nghe như vậy cho nên nó cũng sợ, nó không dám đi. Nhưng lúc đó con cò nó có cách, nó dụ, nó nói rằng cứ tin tôi đi, bây giờ cứ một người, tôi sẽ gấp từng người thôi chứ không thể đi nhiều người. Tôi gấp trước một, cho một người nào đi trước đi, tôi một con nào đi trước tôi sẽ gấp và đem qua bên cái hồ bên kia coi, khám xét đi thử có đúng hay không, rồi tôi đưa trở lại, rồi anh hãy nói cho họ biết những cái gì bên cái hồ bên kia. Thì khi mà con cò nói như vậy thì những con cá, con tôm, con cua nó bàn với nhau, cuối cùng nó chọn một con cá mạnh nhất, khỏe nhất để đi. Thì con cò nó gấp qua bên hồ bên kia cho nó lặn xuống, nó tìm, nó thấy đúng sự thật là hồ nó tươi mát. Con cò nó trở về lại y chang chỗ cái hồ cũ, nó nói sự thật cho những người trong, những con vật trong cái hồ rồi, hồ sắp cạn đó, nghe. Thì những con vật trong đó nó tin rồi, nó nói vậy là ông cò này là ông thật rồi, ông nói như vậy là ông thật. Thì mình cứ đi. Từ đó là những con tôm, con cá từng lần lượt từng con đi. Nhưng mà thưa quý vị, nó gấp đi, nó gấp lên cành cây và nó ăn hết. Tại vì đi từng đứa cho nên đưa từng con cho nên đâu có ai biết gì đâu. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gấp con để đi xong nó ăn hết, nó tới gấp con khác cứ vậy. Không có trở về kể. Dạ. Không có, tại vì đâu có được cái này, lần này đi là đi qua hồ chứ không có về để kể được. Yeah, cho đúng nên rồi. Là đâu có biết đâu. Rồi cuối cùng chỉ còn có một con cua duy nhất.
Thì lúc đó con cua nó mới nghĩ ra cái cách, nó mới nghĩ ra một cách đó, là nó nói rằng là con cò nó nói rằng bây giờ còn anh hãy đi đi chứ bây giờ bà con của anh qua bên kia hết rồi, sống rất là sung sướng. Thì con cua lúc đó, con cò không có nào để mà gắt được, tại con cua nó to quá, con miệng cò nó nhỏ. Thì lúc đó con cua nó mới nghĩ ra cái ý, nó nói thôi là anh để cho tôi gắt kẹp lên cái cổ anh á rồi bay đi. Thì con cò nó phải đồng ý thôi, tại vì không có cách nào khác. Nhưng mà con cò kỳ này nó cũng vẫn giữ lưu manh như vậy, nó gấp lên cành cây để nó chuẩn bị ăn. Thì lúc đó con cua lúc đó nó mới biết rằng anh này là lừa rồi. Và lúc đó con cò nó cũng chỉ luôn, nó anh thấy không, bà con của anh ở dưới toàn là xương dưới kìa, toàn là xương ở bên dưới không, bà con của anh đó. Thì Đi lúc đoàn đó tụ đi. con cua nó biết rồi, lúc đó nó mới nghĩ ra một cái ý, nó anh này xảo quyệt, nghĩ ra một cái ý, nó nói rằng là bây giờ anh hãy cứ đưa tôi đi đi, tôi sẽ kẹp lên cổ anh, đưa tôi đi qua bên kia. Thì lúc đó con cua nó nói rằng bây giờ mình không giết nó thì cũng đó, mình phải trả thù cho bà con của mình. Và lúc đó con cua nó kẹp cổ con cò mạnh hơn rồi, nó cắn luôn cổ con cò và cuối cùng con cò chết. Thì cái đó tích truyện đó, nhưng mà trong Đức Phật mới chỉ cho mọi người thấy rằng cái đó là cái gì, cái nhân quả nghiệp báo lẫn nhau đó, nó khiến cho sanh ra làm những loài như vậy, đó là nhân quả nghiệp báo mới gặp nhau hôm nay, chứ không phải tự nhiên mà những con cua, con cò, con cá, con tôm nó gặp nhau. Không phải đổ thừa là tại con cò nó ác nó làm như vậy, mà nhân quả nghiệp báo nhiều kiếp của những con vật, con cá, con tôm kia đã gieo rồi, hôm nay phải trả lại cho con cò. Còn con cua thì nó không bị cái nghiệp đó, nó không có ấy, nhưng mà kiếp này nó hại lại con cò thì đương nhiên một lúc nào đó nhân quả nghiệp báo nó cũng phải xoay vần như vậy. Cho nên cái triết lý nhân quả là một cái chân lý không bao giờ sai biệt. Cho nên mình học theo Phật rồi mình phải tin như vậy và mình chắc chắn một điều như vậy. Nhưng mà thật ra con có cái câu hỏi là khi mà mình bị bây giờ ví dụ như con cua đi, đứng trên cái cương diện này mình thấy con cua làm đúng, có nghĩa là nó đang trả thù cho những cái đồng đội của con cua đó. Nhưng mà khi mà nó cái hành động nó giết cái con cò, nó lại tạo thêm một cái nghiệp nữa, thì cứ như vậy hoài thì làm sao mà mình làm sao mà giết được cho nó hết thưa cô? Thì đó thưa quý vị, thì tại vì con người mình vì mạng sống bảo vệ lẫn nhau. Ví dụ giả dụ như lúc đó thì mình nói rằng những con vật nó, mình cho rằng đó những con vật nó biết nói chuyện với nhau, thì có thể nó tìm cách nó giải thích, hoặc là nó tìm cách nó lẩn trốn, nó dùng cái cách gì khác để đừng hại. Tại vì lúc đó nó tâm nó ý rằng là làm tốt để trả thù. Nhưng mà Đức Phật cũng nói rồi, mình cũng đã từng biết rồi, ân oán nó cứ mãi rồi. Lúc con cò nó chết, nó chết đâu có sự, nó đâu có trong mãn nguyện đâu, đâu có phải hoan hỷ nó chết đâu, mà chết tức tưởi. Thì bắt đầu nó cái sanh thù, cái lòng thù, nó thù thì nó sẽ tìm cách trở Trả lại thù. để nó trả thù tiếp. Cho nên mình phải cái hóa giải bằng cách nào, phải dùng cái lòng từ. Cho nên kỳ trước nó cũng có những nơi khác nó cũng có chia sẻ là có một vị thầy đó là tức là một con ngỗng, có cái đợt cái chuyện có con ngỗng đó đó, thay vì biết con ngỗng nó nuốt cái viên ngọc của ông chủ, một thầy tỳ kheo không khai ra, tại vì thôi thề mình bị đánh đập, bị tra khảo, nhưng mà để bảo vệ cho con ngỗng. Nhưng mà gặp mình á là mình vì lúc đó vì mạng sống của mình sẽ nói liền, nó không có được đập tôi con cua, đập giết con cò, Con giết con ngỗng ngỗng đi, để lấy nó ra. nuốt viên ngọc trong đó. Thì như vậy là mình vô tình, mình vì bảo vệ mạng sống của mình cho nên làm gì, mình lại đi hại con vật khác, thì nó cũng chết trong cái sự tức tử. Và như vậy nó cứ xoay vần mãi trong cái luân hồi. Cho nên cái luật nhân quả mình phải luôn dùng cái trí tuệ. Cho nên học Phật là học phải suy nghiệm bằng dùng cái trí để mình xử lý vấn đề, chứ chúng ta không thể dùng cái cá nhân mình, dùng cái ích kỷ cá nhân mình được. Tại vì nếu mình dùng cái cá nhân mình để mình ứng xử với cuộc đời thì thưa quý vị, nó sẽ tạo cái sự luân hồi mãi luôn, nó không bao giờ dứt. Nhưng mà thật sự khó lắm nhé, có thì cô, rất thì đúng khó rồi, để làm chuyện đó. đúng rồi. Ví dụ quý vị làm cha làm mẹ cũng vậy đi, ví dụ có gặp ai mà đánh con mình tức chứ mình đâu có chịu nổi, mình phải làm cách nào làm con mình đau khổ, mình phải làm cách nào để mình trước cái tấm lòng xót xa người mẹ người cha, chúng ta phải hại, phải làm gì đó để cho trả lại cái nỗi đau cho con, cho cái mình. Nhưng mà vì con cái mình mà mình tạo cái nghiệp. Nhiều người vì con mình đói khổ phải đi trộm cướp vậy cũng có.
trộm cướp để gì, để mà để cho con mình no ấm, nhưng mà mình vô tình mình đã tạo nghiệp. Dạ, cho đúng. nên nếu người trí chúng ta học đó, chúng ta phải biết cái cách nào để mà ứng xử. Giống như có một ông vua, một hôm là ông muốn đi đi giống như đi kêu là đi vi hành, đi mà khám sát dân tình á, thì đi đương nhiên không có đi xe đi ngựa kinh nhiều, đi thần. Đi đi bằng đi 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 bộ. Và ông đi đến nhiều nơi, ông đi nhiều quá, cuối cùng về ông đau chân quá. Ông nói rằng đi vậy kiểu này chịu không nổi, đường xá ngoài đường toàn là đất cát, toàn đất đá không à. Kiểu này không chịu được. Bây giờ ông mới ra lệnh, từ đó ông mới ra lệnh, nếu lần khác ta đi nữa, bây giờ bắt đầu từ bây giờ là tất cả những con đường ta đi qua là bây giờ phải lấy da bò trải hết tất cả những con đường ta đi qua. Ông ra lệnh như vậy. Và lúc bây giờ mọi người phải suy tính rằng nếu mà những con đường mà vua sẽ đi nữa như vậy là giết biết bao nhiêu bò, không sợ không đủ những con bò để lấy cái da để trải lên hết, đường êm cho vua đi. Thì lúc đó họ suy tính không biết làm cách nào, nhưng mà thuyết phục thì vua không nghe. Vua không cách nào vua nghe hết. Thì cuối cùng lâu có một, tự nhiên trong giai đoạn họ đang nghĩ cách nào để mà giải quyết, thì lúc đó có một anh thanh niên trẻ, một anh này rất thông minh, anh mới tới nói với vua rằng thưa đức vua là bạch thưa với vua rằng là cái nếu để mà trải những con đường vậy thì thay vì mình làm lấy một ít da bò thôi, làm một đôi giày thật tốt cho vua đi để khỏi ảnh hưởng tác hại rất là nhiều 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 người xung quanh. Từ lúc đó nghĩ ra một cách, thì lúc đó vua mới nói nếu vậy ngươi cứ làm thử coi ta có hết đau chân hay không, thì kiếm một cái loại thật tốt và làm một cái đôi giày thật đẹp bằng cái da thật êm thật tốt, và vua mang và vua đi lần hai thì về thấy rất là ngon lành. Từ đó vua bỏ cái lệnh là trải dùng da bò, dùng da để trải trên đường nữa, mà chỉ tốn bao nhiêu thôi. Thì cái này nó đơn giản nhưng mà nó rất thâm thúy quý vị. Cái chuyện này nó đơn giản nhưng nó rất thâm thúy, là để nhắc mình cái gì, tức là mình muốn thay đổi cái nhân quả cuộc đời, muốn thay đổi, mình muốn tốt cho mình, thay vì mình thay đổi cuộc đời, thay đổi thế giới thì mình phải thay đổi chính mình. Dạ đúng như vậy. Dạ. Rất là hay luôn. Dạ. Thật sự ra mình thấy nó đơn giản như vậy, nhưng mà có một câu cái câu chuyện nó dạy cho mình rất là nhiều. Mà thật sự là như vậy, thì bản thân của Như Ý đã từng có những cái hoàn cảnh, con đã từng chia sẻ là hồi lúc mà ông xã con lái xe đó cô, rồi cũng cho một người bạn mượn xe, rồi cái đụng xe, thật sự ra là người bạn nó không có cái bảo hiểm, rồi cái bảo lúc đó xe cũng không có, mình không không có bảo hiểm, cuối cùng là cái người bị đụng đó họ thưa lại bên của họ để họ lấy cái tiền bảo hiểm để họ trả cho xe của họ, thì họ xua ngược lại mình. Nhưng mà chính vì anh bạn không có gì hết cho nên họ xua cho tụi con, họ xua ngược lại tụi con. Suốt bao nhiêu thời gian mà tụi này phải ngồi make cái payment để trả cho cái số tiền thư kiện đó, và mỗi lần con ký check con trả đó là con là hậm hực, mình tức, mình gây, mình đủ chuyện hết đó suốt bao nhiêu năm trời. Cái tới một lúc nào đó con nói trời ơi sao mệt quá nhỉ, cái mình lên trên cái một ngôi chùa và con có nói chuyện với thầy, cái thầy có nói là thật sự ra đâu phải tại sao bao nhiêu người nó không hại mà nó đi hại ý, thì giữa chắc là có kiếp nào đó trong cuộc đời của mình đã gây rồi, cho nên bây giờ mình gánh lại thì thôi như là coi như mình trả đi. Và thật sự đó quý vị, khi mà mình buông xuống đó cô, cái người đầu tiên như ý giúp là chính bản thân con. Tại vì thật sự ra nhẹ nhàng, trả thì phải trả thôi, nhưng mà cái tâm mình nó nhẹ nhàng, không gây lộn, hai vợ chồng vui vẻ hơn. Chứ hồi xưa mỗi lần ký check là mỗi lần gây, nó rất là bực bội luôn. Và không thay đổi được cả thế giới thì mình phải thay đổi chính mình. Đó là cái nghiệp duyên nó vậy đó, cái nhân quả nghiệp báo. Chứ hồi nãy chuyện những cái con cá, con tôm đó, cái đó Đức Phật kể xong, cái đó là Đức Phật kể gì? Kể cho tuổi trẻ. Tại vì lúc đó hoàng hậu, những cái vị công tôn vương tử tới nói chúng con nghe pháp cho người lớn nhiều rồi. Còn Đức Phật nói một cái bài pháp đó cho tuổi trẻ. Thì Đức Phật là kể những câu chuyện con tôm, con cua, con cá đó. Để cho con nít nó dễ hiểu và nó thấy rằng cái nhân quả nghiệp báo, tại sao phải gặp nhau như vậy, tại sao phải như vậy, là nó có nhân quả hết. Cho nên mình phải những cái lúc gặp những cái hoạn nạn, dòng những cảnh như vậy, mình học theo Phật bằng cách đó, tức là mình chiêm nghiệm giáo lý Đức Phật để mình ứng dụng lúc đó, chứ không phải là chúng ta học suông. Mình phải ứng dụng những cái lúc đó thì mới có kết quả, có lợi lạc. Giống như có một cái anh này rất là hay. Một anh này là một cái chủ, làm chủ một cái công xưởng, từ hôm đó đang cần xây dựng thì mướn một cái anh thợ tới xây sửa. Thì hôm ngày đầu tiên người thợ nó tới làm rất là tốt đẹp,
lái xe đi tới đúng giờ, làm rất là tốt, mọi việc đều tốt đẹp hết. Ngày thứ hai tới trễ nửa tiếng, thì lúc đó người chủ này cũng hơi bực mình. Thì khi cái người thợ tới, người chủ mới hỏi là lý do tại sao hôm nay đến trễ. Và lúc đó anh mới nói rằng cái xe tôi bị hư và đã sửa, mà hôm nay đi ráng tới đây thôi chứ còn không biết về có được hay không. Thì lúc đó người chủ này mới đồng ý, vì cũng vì công việc nữa, mới đồng ý là sẽ chở chở anh này về nhà. Và ngày về cho thật về đi về là về nhà, rồi ngày mai sẽ tới rước anh này đi. Thì lúc đó cái tối chở anh này về nhà thì cả ngày anh làm việc mệt nhọc, thì đi trên đường anh này cũng ít cười mệt, tại vì cũng hơi mệt cho nên không có cười nhiều, cũng vui vẻ nhưng mà không có vui lắm thôi. Thì khi vừa tới nhà, nhà anh lạ là trồng cái nhà trước nhà có một cái cây rất là to, và khi đi ngang cái cây đó anh dịnh lên cái cây, mà vừa dịnh cái cây xong là cái thái độ anh khác liền. Anh đi vô nhà anh mừng, anh ôm con cái anh hôn xong rồi chào ba mẹ chào vợ vui vẻ lắm, rất một cái thái độ khác hẳn liền đó. Hồi nãy thấy anh ở ngoài thấy có vẻ mệt mỏi đi làm mà mệt mỏi, mà sau vô nhà thấy anh là một ngoài khi vịn cái cây xong đi vô là cái thái độ anh này khác hẳn liền, giống như hai người khác nhau vậy đó, vui vẻ với con với cái với vợ với ba mẹ của mình, không có chuyện gì cả. Rồi sáng mai anh này tới lại để đón đón anh này đi, thì thấy anh này cũng chào xong đi ra, cũng đi ngang vịn cái cây rồi lên xe đi. Thì lúc đó anh này mới thắc mắc, tôi thấy có một điều tôi muốn hỏi anh là tại sao mà khi tối về thì thấy anh đã, cái thái độ bình thường lắm, nhưng mà khi anh vịn cái cây xong anh đi vô nhà Anh vui cái thái độ anh quá. vui hẳn à, có phải là gặp con cái vợ con cha mẹ của anh vui hay không. Rồi sáng đi ra anh vịn cái cây lại thì thấy thấy anh người anh nó nhẹ nhàng ra thôi chứ cũng phải là cái gì, nhưng mà thấy người nó cũng khoan khoái nhẹ nhàng. Thì lúc đó anh mới nói rằng sở dĩ tôi làm như vậy, tôi trồng cái cây đó để nhắc nhở tôi những cái mỗi khi những cái muộn phiền ở bên ngoài, mệt mỏi muộn phiền ở ngoài tôi treo ở cây đó, tôi dựng lên cây giống như tôi treo nó. Còn ở nhà tôi ba mẹ tôi vợ tôi con tôi nó đâu có tội gì, mà tôi đem những cái phiền não khổ đau nó về cho gia đình tôi, họ đâu có tội lỗi gì, họ đâu có gì đâu mà tôi phải làm như vậy. Tôi làm rồi sáng ra tôi dựng cái cây là tôi lấy lại cái phiền muộn đi, tôi đem đi. Nhưng mà khi tôi đem đi thì cả một đêm thôi hầu như nó mất, nó bay bớt rồi, cho nên tôi cầm đi nó cũng nhẹ hơn nhiều lắm, nó không còn nặng nề như ngày hôm qua khi tôi treo lên nữa. Khi tôi lấy đi đó thì nó nhẹ bớt nhiều, nó bay nhiều rồi, nó bay đi rất nhiều, tôi nhẹ nhàng Nếu mà con là ông chủ đó con sẽ hỏi sao anh không gửi cây luôn đi. vì để cây lâu ngày thì nhiều khi nó nặng nề, nó chứa không nổi, cái cây nó cũng chứa nhiều nó sẽ bị nặng, có thể nhiều khi nó gãy cây thì mình đoán vậy thôi. Nhưng mà đó là một cái ý hay, tức là cuộc sống này quý vị thấy là khổ vui mình học theo giáo lý Đức Phật là chỗ đó, mình học cái gì là những gì ngài dạy là chỗ đó, mình ứng dụng trong cuộc sống từ cái giáo lý nhân quả. Những cái gì khổ đau mình gánh phải thì mình chịu, mình hóa giải, mình không thể trút cho những người thân của mình, bắt những người thân của mình chịu khổ đau thế thì cái chuyện nó không có. Phật dạy nhiều cái để mình ứng dụng lắm, nhưng mà đây là chúng ta đang bàn về cái học theo mình ứng dụng và cho nó đúng trong cuộc sống này mới gọi là thường học theo Phật. Thường học theo Phật là học như vậy đó, chứ không phải mỗi ngày chúng ta nghe pháp cho nhiều, chúng ta tụng kinh cho nhiều, đọc cho nhiều bộ kinh, nhưng mà chúng ta không có cái lợi lạc, không có hạnh phúc gì cả, thì cái đó không phải là học theo Phật. Cái học này là học thực nghiệm, học thực dụng, học thực hành trong cuộc sống, ứng dụng trong cuộc sống để được lợi lạc, chứ không phải chúng ta học suông. Thì như chị như ý hồi nãy kể cái chuyện đó là cái vụ ký chết đó, đó là đúng ý nghĩa là học theo Phật đó. Ít nhất mình hiểu, mình thấu được, mình thực nghiệm được, mình ứng dụng được những cái gì trong cuộc sống. Thời Đức Phật có rất là nhiều người quý vị, rất là nhiều người. Có một em bé nó chạy tới những gì Đức Phật dạy, những gì Đức Phật ban cái sự an lạc cho người là cái chỗ đó. Nó chạy tới nó khóc lóc sùm, nó nói thưa bạch Đức Thế Tôn, bạch Như Lai Thế Tôn, là ba con vừa mất mà con nghe nói là có những vị là họ sẽ cầu phép làm phép để cho người chết được sống lại, hoặc là người chết được lên thiên đường, được họ sẽ mở được cửa trời để cho người chết được lên thiên đường, cho người chết được sống lại. Thì Đức Phật thì nó mới nói rằng con nghĩ rằng Đức Phật là người có thể làm được điều này.
con tới cầu Ngài để Ngài có cách nào giúp con hay không. Con quá đau khổ khi ba con mất rồi, người thân con không còn ai, con quá đau khổ. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng ta sẽ làm được cho con, ta làm được. Bây giờ con á, con hãy đi tìm cho ta hai cái hũ, và một hũ đựng dầu và một hũ đựng đá đầy. Và khi nó đem tới hai cái hũ đầy dầu và một hũ đầy đá, một dầu ăn và một cái hũ đầy đá nặng đá, và Đức Phật kêu đổ 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 hai cái hũ đó xuống, quăng hai cái hũ đó xuống nước. Thì thưa quý vị, khi mà đổ xuống nước thì dầu nó trôi nổi lên mặt nước, còn đá nó chìm xuống dưới lòng bìa dòng lòng sông. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng vậy con hãy kêu cầu, nói rằng những vị bà la môn nào cầu được thì con cứ kêu những vị đó tới họ cách nào để họ cầu cho dầu nó lặn xuống dưới nước, còn đá nó sẽ nổi lên trên. Thì sau khi nói như vậy, đứa bé nó nói rằng con còn nhỏ cho con cũng biết cái chuyện này là vô lý, không có xảy ra đâu, làm gì có cái chuyện này xảy ra được. Đá nặng nó phải chìm xuống, nhưng chắc chắn đó là một cái chân lý sống rồi, không có cách nào được. Rồi dầu á, dầu nó nhẹ thì nó phải nổi trên mặt nước thôi, nó không không cách nào mà nó chìm được. Có cầu nguyện cũng vậy. Thì Đức Phật nói rằng cũng vậy thôi, ta không thể, cha con chết rồi, ta không thể cầu cho cha con ngồi dậy, đứng dậy, sống dậy được. Ta không thể vén trời để cho cha con bay lên trời được. Mà mỗi người, mỗi nhân quả nghiệp báo, nếu tạo nhân xấu nghiệp xấu thì phải đọa lạc xuống dưới, giống như đá nặng thì phải lọt xuống dưới dòng đáy sông. Còn nếu tạo nghiệp nhẹ, không có nghiệp nặng, nghiệp xấu thì nó sẽ nổi lên trên mặt nước, sẽ được sung sướng sanh lên cõi giàu sang sung sướng. Đó là cái nhân quả nghiệp báo của mỗi người, ta không thể làm khác được. Con phải công nhận là cái giáo lý của đạo Phật á, đôi khi Đức Phật phải là một cái người có một cái khả năng rất là tuyệt vời đó quý vị. Tại vì thật sự ra mình nghe rồi mình thấy nó rất là đơn giản, đúng không thưa cô? Giống như đứa nhỏ nghe cái câu chuyện đó, đứa nhỏ nó đơn giản, nhưng mà để mà có một người mà có thể đưa ra một cái thí dụ như vậy đó thì nó rất là hay. Và tại vì bản thân mình không bao giờ mình nghĩ ra là mình có thể dùng cái thí dụ đó để mình đưa cho một đứa trẻ như vậy để nó hiểu, nó đơn giản để cho nó hiểu được cái câu chuyện mà mình muốn nói ở trong cái nội dung của mình đó. Quý vị thấy đây là học theo Phật là những cái chỗ này. Nhiều khi nhiều người học nhiều lắm mà nhiều khi tới lúc không biết ứng dụng. Học nghe pháp thường xuyên mà gặp chuyện tới vẫn sân, vẫn si, vẫn tham, vẫn khởi những cái ý niệm đó đầy luôn, không có ứng, tại vì chúng ta chưa thực học, chúng ta chưa thực sự văn tư và tu. Nghe xong phải thẩm thấu xong rồi tư duy cho nó sát đúng, rồi sau đó chúng ta thực hành. Nhưng mà chúng ta nhiều khi chỉ nghe lỗ tai này nó qua lỗ tai kia thôi, chúng ta chưa có thực sự nghe. Hoặc là như Đức Phật, quý vị thấy Ngài dùng cái phương pháp rất là hay, phải dẫn chứng, nói làm sao để cho người ta có cái sự thấy thực tế. Ví dụ giả như một đứa bé như vậy mà Đức Phật nói không được đâu con, không được đâu không con, không nên làm vậy, không có, nói vậy nó còn khổ đau hơn nữa, nó còn cãi nữa, nó không có tin, nó không chịu tin. Nhưng Đức Phật biểu nó làm thực tế, ứng dụng thực tế. Thì thường tùy Phật học là cái chỗ này, thường học theo Phật là cái chỗ này. Tức là làm gì làm chúng ta phải thiết thực ứng dụng trong cuộc sống, nó thật sự có lợi lạc thì mới được. Những gì Ngài dạy, những gì Ngài truyền chúng ta đều có lợi lạc trong cuộc sống hết. Chúng ta ngẫm những cái lời Phật dạy, chiêm nghiệm những cái lời Phật dạy rất là ý nghĩa. Với từng cá nhân thì Đức Phật dạy những cái triết lý nhân quả như vậy. Còn khi dạy chúng ta đối nhân xử thế thì Ngài dạy những phương pháp rất là hay quý vị. Với gia đình, với bạn bè, với cha mẹ, anh em, con cái, tất cả Ngài dạy. Chúng tôi nhớ có cái bốn cách mà Ngài dạy rất là hay. Tức là chớ thiên vị vì tình thương. Thứ hai là chớ thiên vị vì ghét bỏ. Tại vì con người chúng ta, quý vị biết rằng trong cuộc sống này mình ứng dụng, nhiều khi vì thương mà chúng ta vì thương quá người đó, chúng ta che giấu tội lỗi để bảo vệ cho người đó, mà chúng ta chấp bất chấp những cái tội lỗi. Cho nên Ngài biết trước chúng sanh là như vậy, cho nên Ngài nhắc là chớ thiên vị vì tình thương. Ngài thấy hết và Ngài chỉ hết, dạy hết, nhưng mà chúng ta cũng nghe đó, nhưng mà chúng ta nhiều khi không để ý đó. Ngài dạy chớ thiên vị vì tình thương. Thứ hai, chớ thiên vị vì ghét bỏ. Thứ ba, Ngài dạy chớ thiên vị vì sợ hãi. Có những người sợ quá phải khai ra hết, khai tầm bậy tầm bạ, nói tầm bậy tầm bạ. Thì giống như hồi nãy nó nhắc cái chuyện mà vị tỳ kheo đó,
Nếu mà sợ đánh đập mới khai ra cho con ngỗng thì lúc đó sẽ tạo nhân quả liền, nhân quả xấu liền. Nhưng mà ngài vì cảm chấp nhận cái sự sống của mình, chấp nhận cái nhân cái chấp nhận mình vì cái tánh tình thương để cứu mạng sống cho người khác, cho nên ngài không sợ hãi. Dù bị đánh đập tra khảo để tìm cho ra viên ngọc, ngài vẫn chấp nhận bị đánh đập, ngài không khai. Cho nên Đức Phật mới dạy chớ thiên vị vì sợ hãi. Thì đó là những vị tỳ kheo đó biết ứng dụng, biết thường tùy, biết học theo Phật là chỗ đó. Rồi cái thứ tư ngài dạy là chớ siêng thiên vị vì cái sự dốt nát. Có nhiều vị dốt quá không biết gì nhiều, ai biểu sao làm vậy, không có cái mình gì, mình nghĩ thôi mình dốt con mình không biết làm, thôi người ta chỉ được cái hay thôi mình cứ làm đại đi, nó tới đâu tới. Thì tới đó nó dẫn tới tội lỗi, nó dẫn tới cái nhân quả nghiệp xấu. Cho nên bốn cách đó trong cuộc sống ngài dạy rất là nhiều, chúng ta chỉ cần nhớ tới những lời Phật dạy, phải thực hành, phải nhớ thường xuyên thì chúng ta có kết quả rất là lợi lạc, rất là tốt. Dạ. Yeah. Thì thật ra là cái câu mà chớ thiên vị vì tình thương hay là chớ thiên vị vì ghét bỏ đó là chúng ta gặp nhiều lắm luôn đó. Yeah. Thật sự ra là đối với nhiều khi con cái hay là bản thân, như cô mới vừa chia sẻ đó quý vị, nhiều khi mình thương con mình á, rồi ở trong trường có cái chuyện gì xảy ra với con là chưa cần biết gì hết, vô bên con trước rồi. Vô bên con trước rồi, đúng ra là mình cũng phải hiểu tính của con mình trước cái đã. Ví dụ giống như con mình trước giờ là một đứa trẻ, nó ngoan, nó hiền, nó không có gì, mà mình đùng một cái nó có chuyện gì xảy ra thì mình cũng nên tìm hiểu coi có lý nó có thuộc về con mình hay không, trước khi mình phán xét quá nhiều. Nhưng mà nếu mình biết con mình là cái đứa hay ngỗ nghịch, nó là nó cái đứa hoạt động, nó hiếu động, thì mình cũng phải để ý, cũng phải tìm hiểu coi là có phải là do con mình hay không, trước khi là mình đã vội lên tiếng bênh vực con của mình đó là thiên vị vì yêu thương đó. Yeah. Còn ghét bỏ cũng vậy. Yeah. Biết rằng cái người đó họ làm đúng, nhưng mà mình ghét quá, mình xúi sao cho thành sai. Tôi nói là khi thương thì trái ấu cũng tròn, mà khi ghét thì cái bò hòn cũng méo đó. Đó mình thấy người đó, biết rằng người đó là làm sai, làm đúng, nhưng mà tại vì mình ghét cho nên mình bị thiên lệch bên, tức là mình biến cái đúng thành sai. Dạ. Tại mình ghét mà, cho nên mình đâu có ưa họ, mình biến nó thành sai thì cái đó là mình tạo nhân quả rồi. Cho nên Đức Phật biết trước tất cả chúng sanh đều như vậy, hầu như đa phần là như vậy, cho nên ngài đã dạy hết, dạy rất nhiều trong cuộc sống này. Chúng ta biết, chúng ta học, nhưng mà chúng